Nhìn thấy rõ đúng không? Để ngay giữa màn hình luôn, để trên chỗ luôn. Rồi bây giờ Cẩm sẽ vẽ hoa cúc cho các bạn chúng ta học ha. Rồi đầu tiên ha, cho Cẩm xin cái giấy ướt đi. Rồi, hình như tới 2 miếng lận. Nè, miếng thôi. Rồi đầu tiên ha, đầu tiên trước thì mình vẽ hoa cúc nè. Để Cẩm quay gần gần để cho các bạn thấy được lấy cục bột luôn. Thấy rõ được phải không? Rồi. Ha. Rồi bây giờ nha. Bây giờ nè, coi Cẩm đặt nè, Cẩm múc một cục bột luôn nè các bạn nhìn nha. Cái cọ mà nó hơi tưa ra các bạn bóp lại vậy cho nó dính lông cọ lại ha. Nè Cẩm bóp rồi nè, thấy không? Nó dính cái cọng lông cọ lại nè. Giờ đầu tiên nha, Cẩm quay cái mực đây để mình chống tay cho nó không có dính cái tay của mình. Ha, mình dính không dính tay của mình. Rồi. Nè múc bột nè, Cẩm múc bột nè. Múc lên nè. Ha, múc lên nó có cục bột rồi, thấy chưa? Được chưa? Ha. Đầu tiên nè, giờ Cẩm vẽ hoa cúc nằm ngang nửa cánh hoa cúc đi ha. Rồi, đầu tiên Cẩm sẽ đặt một cái nhị ngay đây. Một cái nhị, Cẩm nhón cọ nhà Cẩm dở lên. À, mình hết rồi, từ trên xuống. Được chưa? Ha, từ trên đi xuống ha. Rồi tiếp tục nữa. Cẩm lại lấy bột nè ha. Từ bên này, từ bên cái nhị bên này nè ha. Cẩm đặt cao hơn cái nhị này nè. Đặt cao hơn nè, Cẩm nhón cọ nè, Cẩm nhón nhẹ cọ, Cẩm đi xuống nè. Được chưa? Ha. Rồi tiếp tục nữa nè, Cẩm cái cách lấy bột của Cẩm nè, Cẩm cầm Cẩm đặt cọ, Cẩm dích lên nè. Các bạn thấy Cẩm dích lên không? Rồi bên này Cẩm cái cánh này nó bằng với cánh này. Đặt lên nè. Nhón cọ lên nè, Cẩm đi nhẹ xuống nè. Được chưa? Ha. Rồi các cánh còn lại, ví dụ mình thích mình bắt đầu cái cánh còn lại nè, từ đây nè. Ha, từ cái đỉnh của cái này nè, đi ngang qua đây. Cái còn lại này Cẩm thấp xuống nè. Đây Cẩm đi nhỏ xuống nè. Được chưa? Rồi Cẩm lấy bột nè. Thấy chưa, thật lấy bột không? Bên này cũng vậy. Bên đây đi ngang qua đây. Cẩm cũng đặt cái cọ xuống ngay vị trí nè. Cẩm đi nhón cọ, Cẩm đi thấp xuống nè. Được không? Ha. Rồi phải trong lý thuyết của mình là các cánh còn lại ngắn dần theo chiều cong đúng không? Từ đây ẻn dần qua xuống đây. Thì Cẩm đặt là theo hình tròn. Bố cục của nó phải là hình tròn đúng không? Cẩm đặt ngay vị trí này. Cẩm đi nhẹ xuống đây. Đẹp không? Từ ngay chỗ này đặt ngay vị trí này sao? Đi nhẹ xuống đây. Được không các bạn? Mình được cánh hoa cúc ha. Đó, rồi xong nữa sao đây? Đây mình đặt đây nè. Bên này đây thì bên này sao? Cũng phải vậy đúng không? Đối xứng nhau mà. Được chưa? Ha. Rồi tiếp tục Cẩm vẽ thêm một cái hoa cúc nằm ở góc này nữa. Một cái hoa cúc nhỏ ở đây. Ha, đặt ngay không, ngay giữa phải không? Đặt đây một cái hoa cúc ngay vị trí này. Đó, thấy Cẩm đặt cọ không? Nhìn chứ thật đặt cọ Cẩm ha. Rồi ở đây Cẩm cong nhẹ nè, Cẩm đặt Cẩm đi nhẹ vô. Thấy Cẩm đi bằng cái đầu của cọng lông cọ đó. Ha, bên này cũng vậy nè, Cẩm đặt nhẹ đây nè, đặt nhẹ đè xuống nè. Cẩm nhón nhẹ, Cẩm đi nhẹ vô nè. Đầu tiên là đặt xuống đè cọ liền rồi nhón nhẹ. Đúng rồi, nhón nhẹ từ từ thôi. Rồi ở đây nè, Cẩm đi nhẹ nè. Cẩm đi nhẹ đây nè, mình tưởng tượng lên nó nè, nó khuất chỗ này nè. Hiểu không? Hiểu. Ha, rồi. Rồi ok, rồi tới đây rồi thôi, mình tới đây rồi thôi, mình đừng có vẽ nữa, được rồi, đâu còn chỗ đâu mà mình vẽ. Hiểu không? Thì tới vị trí bên này, mình sẽ vẽ lá. Ha các bạn ha, thì bây giờ Cẩm có chùi cọ nè, đây Cẩm chùi cọ đi, Cẩm rửa cọ. Ở phía dưới đáy cọ mình có cái chỗ để rửa, mình rửa cọ rọt rồi các bạn thấy không? Rửa vài cái xong rồi mình chùi nè, mình chùi để cho cái lông cọ nó khép lại với nhau ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy lá, mình vẽ ha. Mình dở này ra, mình lấy cái phần bên trong, cái bên trong nó không có bị khô phải không, mình mới vẽ được. Rồi ở đây nè, vẽ hoa cúc nó kia nhiều cái kỹ thuật vẽ cái lá, nhiều kỹ thuật vẽ, các bạn vẽ lá sao lẽ vẽ ha, miễn sao có xanh xanh vô là được rồi, được không? Đó, ở đây Cẩm bắt đầu từ đây vẽ đây. Được chưa? Phải ôm theo hướng này không? Giống như nãy Cẩm giảng không? Bố cục nó phải ôm theo đúng không? Ha. Rồi ở đây cũng vậy. Lá ngay đây thì bắt đầu từ đây mình sẽ đặt lên đây. Mình ôm theo chiều móng không? Đó. Hiểu không?
ha. Rồi bên này rồi tới lượt tới bên này ha, thì lá xuôi thì có lá ngược, thì đây mình cũng có một vài cái lá nè, từ đây nè, nằm đây nè, mình cũng làm giả bộ nhưng nó cũng khúc khúc này nè, các bạn cũng phải chấm vài cái để cho nó có màu xanh ha. Còn ở đây thì mình sẽ kéo xuống đây chút xíu, ở đây nè các bạn sẽ kéo xuống đây chút xíu nè, các bạn nhìn thấy nó có sự kết nối không ha, nó có cái sự kết nối. Rồi tới lượt tới mấy bên lá bên này đúng không, lá bên này thì mình vẽ đây, mình vẽ bắt đầu từ cái vị trí đây nè, nhìn cái có bị lệch màn hình không, ok nè, đó mình lại đây nè, thấy không. Rồi tiếp tục ở đây cũng vậy, nó cũng từ một kỹ thuật đó mà các bạn thấy ra tùm lum cái bông đúng không, nó túa lá xuống cái bông nhiều cái bông lắm ha. Rồi tới đây mình muốn lá nho non hơn chút thì sao, phải cộng phối hai màu không, đúng không. Rồi đây đây phải vậy không, đúng không, càng lên thì sao mình càng nhỏ dần ha. Rồi lên tới trên này rồi nè, giữa cọn ha, rồi lên tới trên này nè, mình sẽ lấy miếng màu vàng nè, giờ mình không thích chơi màu kia nữa, giờ mình thích màu vàng đúng không, mình rửa cọn mình lấy cái màu vàng nè, mình lấy cái màu vàng rồi chấm nhẹ đây, dễ thương không ha. Rồi tiếp tục màu vàng nữa, mình kiếm bên đây có chỗ nè, đối xứng nhau đúng không, chấm nhẹ đây, rồi xong, dễ không, rồi không dễ quỷ sứ à. Rồi tiếp tục nè, chấm đây cái này nè, rồi xong ha. Rồi mình đợi khô, có mình sơn tóp, lấy chai tóp cho cô, chai tóp đâu, chị vẽ bằng cốt nguyên cái đi cô, dạ đây có tiền chứ. Rồi bây giờ Cẩm sẽ vẽ đường của nét trang trí nha, bung lớn lên thì cho dễ nhìn ha. Rồi chị sợ bung lớn nhiều khi cái nét nó bị mất nét nè, mình vẽ nét trang trí xéo ừ đó. Rồi thấy rõ chưa, rồi ok, xéo là báo động liền nha. Rồi đây là chị quẹo đây nè, chị đặt nhẹ đây nè, chị kéo nhẹ xuống đây nè, giờ đường nét trang trí thôi ha. Rồi xong sau đó giống như cái lá này nè, nó nằm sau của cái nét này, hiểu không, cái lá này nằm sau của nét này, đây chị giờ lại. Rồi xong sau đó chị bắt đầu chị kéo, chị quét ngược lại đây, được chưa ha. Rồi bên đây cũng vậy, chị Cẩm cũng sẽ kéo ngược đây, chị Cẩm vẽ nét ngược cho mấy em coi luôn nha. Đây chị Cẩm sẽ kéo nét ngược về cho mấy em xem. Rồi bên đây cũng vậy, chị Cẩm cũng sẽ kéo nét ngược như thế này đó, được chưa. Tự nhiên có mấy cái này vô cái nó dễ thương liền à ha, nó có cà rau ria vô cho nó sẽ làm cho cái tác phẩm của mình dễ thương. Rồi sau đó thì sao, nó nhỏ nhỏ nè, đâu đi về mệt nữa ha, tôi nghe nha. Rồi ta cho tóp đâu vậy, à đây rồi ha. Ví dụ bạn nào có kim tuyến thì chúng ta sẽ chấm chấm một vài cái kim tuyến ở đây cũng rất là dễ thương ha, còn không có là thôi ha, không có là thôi. Rồi ok, bây giờ Cẩm sẽ sơn tóp. Ừ thôi giờ làm biến này, giờ làm biến không thèm nữa này. Ừ rồi ok, bây giờ mình sơn lên nó, các bạn thấy không, lớn là khác liền. Ừ đó, được chưa. Rồi giờ Cẩm sẽ vẽ một cái hoa cúc nguyên cho các bạn xem nha nè. Rồi ok, chưa đâu, các bạn mới vẽ hoa cúc của bằng cây cọ nét và cây cọ tóc thôi, các bạn chưa vẽ hoa cúc bằng cây tròn nhọn, cây cọ bản tròn nhọn, cái cọ bản tròn á, hiểu không, nó có cọ bản nè, có cọ bản nhọn nè, cọ bản tròn nè, rồi cọ bản dẹp, rồi cọ bản xéo nha, nó có nhiều kỹ thuật mình đều học hết luôn á ha. Rồi ok, hơi đèn cho Cẩm đi nè, rồi giờ Cẩm sẽ dạ hướng dẫn mình vẽ cái cọ cúc nguyên nha. Cho Cẩm đâu, cái bông hồng rồi đúng không cô, đâu cô coi bông hồng coi, cái dưới hay cái trên chưa hả, chút cô cho em cái nào là gì, à ra trời, lấy đi, lấy đi một cầm. Ừ, có kêu vẽ tưởng chửi chứ. Đồ không được nha. Không được nha. Chưa, hoa hồng chưa được nha. Hoa hồng chưa được. Vẽ lại tiếp nha cưng. Bị sần sùi lắm đấy của cô, mẫu của cô không? Làm sao mà đừng có bị sần sùi nha. Chỗ cái móng đâu nãy cô bóc cô bỏ đâu rồi?
cố gắng mà sao mà chả đừng có sầm sùi á nha. Nhưng mà để giống cùi đợi đi 10 năm nữa dốc mà. Ý dữ. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Tiếp tục uống đi, cầm không có uống đâu các bạn, cầm chỉ uống nước kia thôi. Không biết sao nhưng mà uống lạnh vô là cái răng nó sẽ bị buốt buốt lắm, không uống được lạnh đâu. Hơi hơi lạnh cũng không được nữa. Đó nước mía dư xong bỏ cho tôi uống đâu. Tại nó lạnh á, cầm không uống được. Rồi bây giờ tiếp tục hoa cúc ha. Cả lớp mình uống đi nha. Rồi đây nè, giờ dẻ hoa cúc nguyên nè. Dẻ hoa cúc nguyên nhưng mà cầm không có dẻ nằm giữa đâu, cầm phải dẻ xéo. Nó giống như các bạn cầm nói các bạn nãy vậy đó ha. Mình dẻ xéo chứ không phải dẻ ở giữa. Rồi dẻ xéo. Cái nhị ha. Giờ cầm sẽ làm nhị kép. Nãy cầm hướng dẫn các bạn là nhị đơn đúng không? Giờ cầm hướng dẫn bạn nhị kép. Nhị kép là vậy. Cái này nó đi vô gần cái cầm canh gần đụng không? Nhưng mà không có đụng. Hai cái này là một cái nhị. Rồi là nhị kép ha. Rồi tiếp tục nữa. Bây giờ cánh thứ hai nè. Hai cái này là một ha. Giờ cánh thứ hai nó sẽ cao hơn đúng không? Cao hơn đè xuống nè. Nhón nhẹ lên nè. Đi thập xuống nè. Được chưa? Mình muốn nét nó bự ra thì sao? Mình đè cánh xuống ha. Rồi tiếp tục. Ở đây cầm đè xuống nè. Chưa? Cầm nhón nhẹ lên nè. Cầm đi nhẹ vô nè. Thì nó cũng giống giống như vậy đó, nó giống giống. Rồi bây giờ cầm dẻ ha. Cầm không dẻ thấp nữa mà giờ cầm thích cầm dẻ cao lên. Cầm dẻ dẻ nguyên cánh hoa cúc mà ha. Cầm thích giờ cầm dẻ cao lên. Cao nữa nha. Hoa cúc. Được chưa? Nhiều kiểu hoa cúc lắm các bạn. Bên đây cũng vậy. Cánh cũng xéo. Cô đã xếp vô. Cô đã xếp vô chưa? Chưa. Chỉnh cái máy giùm cô, đừng chỉnh tay cô đang canh. Chỉnh tay cô cái xong luôn á. Đang kéo mà hay không? Vậy mà cũng bị lệch miếng này thấy chưa? Bởi đó cái quay phim á cho được các bạn coi đó là cũng cả một vấn đề đấy. Nhiều khi cắm bẻ mình cắm là cắm đâu hay đâu. Rồi bắt đầu từ đây khi cắm bẻ này xong để cho 500 mực nó đi Ngân. Cho cô 500 mực nó đi. Ừ quên biết nãy xin ngàn ha. Xin 500 bà cho 500 à. Rồi được rồi, được rồi, này cho 1.500 rồi. Rồi bắt đầu từ đây ha. Khi mà cô vẽ bắt đầu cô lùi xuống. Cô lùi từ đây. Bắt đầu cô cắm sẽ lùi xuống nè. Được chưa? Cô đặt xuống đây. Cô hất nhẹ xuống ha. Thì cô vẽ bên đây, đây thì bên đây quy tắc bên đây là cánh đối xứng đúng không? Thì cô cũng cũng sẽ đặt đây. Rồi cô cũng sẽ nhón cọ lên, thấy cô nhón từ từ không? Cô vẽ thiệt chậm thôi cho các bạn xem. Nhả xuống hang. Rồi lại tiếp tục nữa. Cô lại ngắn dần theo chiều cong đúng không? Thì đây cô lại ngắn tiếp tục nằm đây. Cô đi ngắn nhẹ xuống đây. Hang. Rồi tiếp tục ở đây. Cô đặt ở đây. Cô đặt ngay vị trí này. Ngay đây. Cô quét nhẹ từ từ. Nhẹ vô ha. Rồi lại tiếp tục nữa nha. Cô lại tiếp tục ở đây. Từ ngay vị trí này cô lại ngắn. Cô lại đi nhẹ vô đây. Được chưa ha. Rồi tiếp tục ở đây. Cô cắm lại ngắn. Cô cắm đi nhẹ vô đây. Được chưa. Rồi ở đây bắt đầu cô cắm đi ngược cái nét xuống vậy. Và ở đây cô cắm bắt đầu đi ngược cái nét xuống vậy. Được chưa ha. Đi ngược đét, bây giờ mình bắt đầu mình đi đét nét ngược bên này tới bên này. Cô lại tiếp tục cô đi một cái cánh bên đây được không. Rồi bên đây cô lại tiếp tục cô đi bên đây bên này cô lại tiếp tục cô đi cái cánh bên này. Hiểu không, hiểu không. Rồi tiếp tục nữa. Ở đây cô lại sao, cô lại đi từ cái cánh bên này. Đi cô vô cái đường giữa nè. Ha. Ở đây cô lại đi một cái cánh bên này. Cô vô đường giữa. Hiểu không? Rồi tiếp tục nữa ha. Rồi từ đây cô lại. Tại đây đó là cúc nguyên mà. Hiểu không? Cúc này là cúc nguyên mà. Cúc bằng sơ đến cô dễ được từng. Rồi. Ha. Đó rồi xong. Hết ngay luôn. Đâu vậy? Chết rồi. Ngồi khỏi coi luôn á. Chứ nhảy vậy cô vẽ có bị lạ không?
không cho cười xong không canh nè, không canh là lạt rồi sao mà ngồi sau học nghe rồi đó lạt nó đặt nữa không rồi ok các bạn canh đi rồi đây nè ha. Thì giờ bắt đầu cô sẽ đặt đây thì cô hất nhẹ vô ha, mình hất nhẹ vô những cái cánh hoa cúc mình sẽ hất nhẹ vô ha, đó ở đây cũng vậy từ những cánh hoa cúc nè. Để cô quay đây cho các bạn quay theo chiều để các bạn dễ nhìn. Để cô, các bạn mới quá hay không? Rồi đây nè, cô bắt đầu cô đặt cánh nè. Cô có dễ không? Cúc nó ít cao gì không? Hen, nói rồi xong bắt đầu ở đây. Cô lại tiếp tục nữa, lạt nữa không? Vậy chứ mốt mấy đứa dễ được, mấy đứa nhìn nghe mấy đứa dễ, dễ lên. Ừ, đúng đó coi, ờ nó đúng đó, ôi ba quỷ này mà, thấy không? Đó vậy bắt đầu các bạn cho đá vô, cho đá vô đẹp lắm, ha, cho đá rồi cho lá bằng cỏ bản. Giờ các bạn sẽ lấy cái cây cỏ bản ra cắm chỉ luôn nè, cắm chỉ lá bằng cỏ bản vô cho đẹp. Đây là cỏ bản, được chưa? Cỏ bản này là cỏ bản số 3, cỏ bản số 1, số 2, số 3, số 4 là người ta sử dụng. À, nói chung là số 1, số 2, số 3, số 4 rồi sử dụng được hết ha. Rồi bắt đầu lấy kỹ thuật lấy màu nè. Gì ướt mát mát vậy ta? Gì mát hả? À, rồi ha, bây giờ cho để cô cẩm thu nhỏ lại tí xíu. Rồi ok. Rồi bây giờ cẩm sẽ lấy kỹ thuật lấy cơ bản nè con. Đầu tiên nè, cẩm sẽ lấy màu trắng nè. Cẩm lấy màu trắng nè. Cẩm bóp cho nó dính lại nhau vậy. Được chưa? Để mình cho cái cọ, mình muốn cái cọ bản bự bản nhỏ, với bản bự mình bẻ cho bóp ra để nó dính vậy luôn ha. Còn bản nhỏ hoặc mình muốn cọ này thì nó có sự liên kết của các sợi lông cọ với nhau. Rồi bây giờ cẩm sẽ đầu tiên là cẩm sẽ lấy màu xanh nè. Được chưa? Cẩm lấy nè, kỹ thuật lấy nè, nhìn kỹ thuật lấy cọ bản nha. Lấy đây lấy lên. Được không? Rồi cẩm quay ngược lại nè. Ha, màu trắng nè. Cẩm lấy nè. Màu trắng hơi khô rồi cho màu trắng khác đi. Nhỏ ra đây cô màu trắng để cô chỉ với các bạn nhảy lá. Cái màu trắng thì có lấy lắm. Ừ đúng rồi. Rồi bây giờ màu trắng nè, cầm lấy lên nè các bạn coi nè, cầm lấy ngược lên nè ha. Màu trắng cầm sẽ lấy ít, màu xanh cầm sẽ lấy nhiều, được chưa? Màu trắng lấy ít, màu xanh lấy nhiều ha. Rồi bây giờ cầm tán nè các bạn coi, cầm tán nha, cầm tán nè. Mình tán trên này nó ướt nó mịn á, nó có bị khô. Cẩm quay ngược lại, màu trắng theo màu trắng, màu xanh theo màu xanh, được chưa? Rồi sau đó cẩm lấy tiếp tục cái màu vàng ha. Rồi cẩm lấy tiếp tục màu xanh ha. Rồi quay cẩm đè lên màu trắng, được chưa? Cẩm tán nè, các bạn thấy nó ôm rê không? Nó làm giữa màu gì, màu vàng, màu trắng và màu xanh, ba màu ha. Rồi cẩm lại tiếp tục cẩm lấy tí xíu nữa để cho nó nhạt ra bớt ha. Sau đó cẩm sẽ lấy tí xíu màu đen để cho nó thể hiện sự 3D ha. Cẩm lấy màu đen, cẩm đi vô đây rồi màu đen cho nó tối ở phía góc của cái móng ha. Rồi xong rồi lấy thêm màu xanh vô, được chưa? Mình thấy chưa? Rồi đâu rồi cái bông này, đâu rồi? Rồi ha, nhìn nè đặt cỡ vào điểm xuất phát nè, bước lên nè, xây nhẹ bốn lông cỏ nè, bước lên xây nhẹ bốn lông cỏ nè, đá lên nè, đi về dẹp yeah. Rồi yeah. Rồi bắt đầu nè. Ừ, rồi đi xuống nè. Đặt xuống nè. Ra được cái lá nè. Thấy không? Không sao, từ từ cô sẽ cầm tay. Cô chỉ cho từng bạn. Cô sẽ cầm tay chỉ cho từng bạn. Ừ, dẹt à. Rồi tiếp tục nha, nhanh nè. Tiếp tục nè. Đặt lên nè. Đi nhẹ xuống nè. Được chưa? Rồi chút xíu cẩm chỉ cho các bạn xây cọ. Hôm nay ngày mai xây cọ được à. Yên tâm nha. Thấy cái gân lá không? Các bạn thấy gân lá không?
ha. Rồi tiếp tục nữa, ở bên này thì mình lại tiếp tục mình vẽ một cái lá nó đi ra. Hết tay rồi hả? Rồi ok. Rồi mình vẽ mình cho mình đè đè cho có xanh xanh thôi. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần đè đè cho nó có xanh xanh thôi. Rồi ở đây nó cũng có xanh xanh đây nè. Đó, tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp học trò tôi ghê không? Thôi kệ vậy mình mới học được. Rồi ok. Rồi được rồi nè. Đó các bạn chỉ cần vậy thôi. Vài cái lá vậy thôi ha. Rồi xong sau đó cái lá thì nghỉ vậy. Để chứ để cầm chỉ cho kỹ thuật. Rồi sau đó nè các bạn, mình sẽ lấy cái đầu này nè ha. Mình lấy đầu này nè, mình đi nhẹ vô coi đi nha. Ngay không, ngay không? Thôi được rồi, để cô coi canh ra. Cô canh được rồi. Rồi ok. Cô kéo nhẹ nè. Ngay không? Rồi ok được rồi đó ha. Rồi xong sơn tớp lên. Tặng mẫu này cho ai đây? Tại vì đấy cô vẽ nguyên hoa cúc, đó là hoa mẫu nguyên hoa cúc á. Mà... rồi ok chúc cô kèm cho. Rồi bây giờ lấy cái cô đợi nó khô ha, đợi khô rồi cô lấy tóp cô sơn lên cho bấm tiếp. Chút thường này phải không? Chút này đúng không? Rồi. Rồi, xong rồi bắt đầu ngang qua vậy phải không? Ok. À, nãy vẽ ngược, vẽ từ dưới lên không à. À rồi, đẹp đúng không? Trời ơi. Nãy nó đưa mẫu là cô ấy rồi. Rồi hen, rồi tiếp tục nữa hen. Ờ, à, giữa hai cánh này mình sẽ đập cao hơn. Đập cao hơn. Được chưa? Rồi tiếp tục, giữa hai cánh này sao? Đặt vô đây. Tiếp tục. Giữa hai cánh này. Đặt vô đây có bị lệch màn hình không cả nhà? Rồi giữa hai cánh này. Hơi lệch hả? Rồi. Rồi tiếp tục ha. Rồi giữa hai cánh này thì cánh này mình sẽ làm sao? Cái này mới khó là nãy vẽ được nè. Nè, đặt nhẹ thôi. Đặt nhẹ thôi. Hiểu không? Ừ, cao hơn chút xíu thôi. Được chưa? Nè, đặt nhẹ nè, đặt giữa của hai này nè. Nè, thấy không? Rồi đặt giữa của hai này nè. Đặt giữa hai này nè. Được không? Đặt giữa hai này nè. Xong rồi đó. Dễ không? Dễ. Yeah. Ha, rồi tiếp tục. Mình lấy màu xanh. Lấy cái xanh này đi nè, có đen đen nè. Từ đây kéo xuống. Được không? Rồi vẽ lá. Vẽ lá hen. Đó, hen. Vẽ đi, vài bữa cô dạy vẽ cây tre. Cây tre với lại hoa đào, hoa mai đúng không? Để nhà Tết á mình vẽ những cái đó đó ha. Ừ. Rồi. Ừ nè, cứ dấu ớ, dấu á, dấu ớ, dấu á thôi ha. Cô đang vẽ nét ngược á. Nói chung là học cô là nét ngược rất xui được. Rồi bắt đầu cô vẽ một cái nhánh đó nha. Một cái nhánh ở đây đó nha. Ừ. Nè, cô động tác giả nè. Ha, đây nè, cô đi nè, động tác giả nè. Ha, rồi cô quẹo nè. Hiểu không? Cái nhánh cây nè, động tác giả nè. Cô quẹo nè, là bắt đầu mình ôm từ đây ôm ra thì mình vẽ cái lá ở đây nè. Nó sẽ rất là dễ thương. Em hiểu không? Đó. Đó. Rồi. Đó. Rồi. Xong. Rồi ở giữa là cho màu gì? Ừ đúng rồi, giữa cho màu vàng ha. Dẹt luôn. Rồi lấy màu vàng còn không? Rồi còn ướt được chút xíu nè. Rồi chấm màu vàng vô đây. Ừ.
Rồi màu vàng. Rồi cô lấy tí xíu màu này nữa. Rồi. Đó. Xong. Đâu cái kiểu này cái hoa nó từ trên này nó đổ xuống. Hiểu không? Từ trên này đổ xuống ha. Đó mình vẽ ra được hoa cúc rồi đó, đó những mẫu hoa cúc á ha. Rồi, cái hoa cúc này nó khô chưa? Rồi khô nè. Khô nè. Xem tiếp. Nè, em thấy nó nằm ở gốc cốc không? Hoa cúc nằm gốc chứ đâu nằm giữa đâu, thấy không? Thấy không? Nằm từ gốc đưa ra. Rồi, đây. Hoa cúc đây. Rồi hơi đèn đi. Hơi đèn cho cô. Linh nói sao mà cô kỳ quá à. Nhìn mẫu lên nó nói cô chị Ngân đi lên. Giống giống cô. Cô đâu giả xấu như vậy đâu. Bởi cô nghe nói cái mẫu đó cô nó ủa cô đâu giả xấu như đâu. Cô nhìn cái mẫu cô cứ gần gần mà nó cái cô mắc cười không chết luôn. Rồi cô xin tớp lên nè, các bạn coi xin tớp lên nè, dễ thương không? Dễ thương. Tớp lên là khác liền nè. Rồi ok xong. Kết thúc. Rồi cháu hoa cốc hen. Rồi giờ cô sẽ cầm tay cô chỉ cho từng bạn ha. Rồi bye bye. Hơi đèn cho cô đi bạn nào. Hơi đèn cho cô đi.